28. Phẩm thán chúng đức. Khi ấy trời Đế Thích bạch với Thiện Hiện: Bạch Đại Đức, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành là Ba La Mật Đa lớn, là Ba La Mật Đa vô lượng, là Ba La Mật Đa vô biên. Các bậc dự lưu học pháp này thì đắc quả dự lưu, các bậc nhất lai học pháp này thì đắc quả nhất lai, các bậc bất hoàn học pháp này thì đắc quả bất hoàn, các bậc A La Hán học pháp này thì đắc quả A La Hán, các bậc độc giác học pháp này thì đắc quả vị độc giác, các Đại Bồ Tát học pháp này thì có khả năng thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thiện Hiện bảo: Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói, Kiểu Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành là Ba La Mật Đa lớn, là Ba La Mật Đa vô lượng, là Ba La Mật Đa vô biên. Kiểu Thi Ca, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, các bậc dự lưu học pháp này thì đắc quả dự lưu, các bậc nhất lai học pháp này thì đắc quả nhất lai, các bậc bất hoàn học pháp này thì đắc quả bất hoàn, các bậc A-la-hán học pháp này thì đắc quả A-la-hán, các bậc độc giác học pháp này thì đắc quả vị độc giác, các bậc Bồ Tát học pháp này